Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia là tối thượng. Nhưng dù không đánh đổi lãnh thổ đất nước bằng bất cứ thứ gì, thì cũng không thể đánh đổi bằng chính trị, tức là công nhận tính chính danh quốc gia độc lập của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Bởi nếu như thế, sẽ chà đạp lên cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được đánh đổi bằng xương máu, tính mạng của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết "Ai đòi công nhận Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia, kẻ đó phản cách mạng, cấm có sai" của lão nông Thanh Minh. Lợi dụng vấn đề biển đảo, đấu tranh đòi lại Hoàng Sa, nhiều kẻ đang âm mưu khuyên ép, kích động Việt Nam phải đánh đổi về chính trị, tức là phải chấp nhận công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập. Đây là một âm mưu thâm độc đã được chuẩn bị công phu. Bước 1, rêu rao hòa giải hòa hợp. Bước 2, cổ xí bỏ chữ ngụy quân ngụy quyền, thay vào đó công nhận tính chính danh cho cái gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bước 3, đòi công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập. Ba bước trên đã và đang diễn ra trên thực tế. Vậy bước tiếp theo là gì? Bước 4, khi hoặc nếu khi nhà nước Việt Nam công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, thì chúng bắt đầu tấn công vào, thậm chí kêu gọi quốc tế xét lại tính chính danh, chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bước 5, khi đã tấn công, xét lại hiệu quả cuộc chiến tranh giải phóng của Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tế đủ lớn để tạo ra sức ép chính trị lên Việt Nam, thì kết hợp nội công ngoại kích, tập hợp tàn dư ngụy quân ngụy quyền thành những cái gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa lưu vong, đòi lấy lại lãnh thổ, lập lại nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, sức ép quốc tế yêu cầu Việt Nam phải công nhận tính chính danh của các tổ chức lưu vong ấy, đòi Việt Nam trưng cầu dân ý cho những tổ chức phản động ấy về hoạt động trên lãnh thổ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Bước 4 và bước 5 mới chỉ là hành động của bọn phản động, tuy nhiên đã được một số trí thức, nhà sử học Việt Nam cùng bọn lâu la ngầm ủng hộ bằng nhiều luận điệu tinh vi chứ chưa dám công khai ủng hộ. Khi âm mưu ấy đạt được, hậu quả sẽ ra sao? Liệu có lấy lại được Hoàng Sa hay mất luôn cả Trường Sa, mất luôn cả đất nước? Thế nên, chúng ta có thể khẳng định những kẻ đòi công nhận cái gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là chính danh, công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia là những kẻ phản cách mạng, cấm có sai. Lãnh thổ, chủ quyền quốc gia dù là tối thượng, nhưng dù không đánh đổi lãnh thổ đất nước bằng bất cứ thứ gì, thì cũng không thể đánh đổi bằng chính trị, tức là công nhận tính chính danh quốc gia độc lập của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Bởi nếu như thế, sẽ chà đạp lên cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được đánh đổi bằng xương máu, tính mạng của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước. Chấp nhận đánh đổi chính trị, tức là chấp nhận xem những anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng trở thành tội đồ. Chấp nhận đánh đổi chính trị, tức là buông bỏ vũ khí đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp nhận đánh đổi chính trị, tức là xem Đảng Cộng sản Việt Nam là tội đồ như chính bọn đế quốc tư bản, bọn phản động đã và đang làm vậy. Chúng ta chỉ hỏi rằng, khi đã chấp nhận đánh đổi chính trị để đấu tranh đòi lại Hoàng Sa, thì ai dám chắc rằng Trung Quốc không quay lưng với Việt Nam hiện tại, không ủng hộ cái gọi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, không đi đêm với Mỹ, Pháp để mặc cả với nhau, để mua bán đổi chác thêm những Hoàng Sa khác. Ai dám chắc rằng bọn tàn dư ngụy kia khi đã được chính danh với sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung Quốc thì sẽ không bán Hoàng Sa, Trường Sa một lần nữa cho Trung Quốc hay cho nước nào khác khi mà cái gen bán nước đã ký sinh vào máu chúng rồi. Tuyệt đối phải ngăn chặn âm mưu của bọn phản cách mạng, phản chế độ, phản dân tộc.